Theo VTV Online đưa tin, ít nhất 13 người thiệt mạng và 57 người khác bị thương trong cuộc không kích của Israel gần bệnh viện Rafik Hariri ở phía nam của thủ đô Beirut, Liban, hôm 21 tháng 10. Trong số những người thiệt mạng có cả trẻ em. Theo Bộ Y tế Liban, đây là cơ sở y tế công cộng lớn nhất của nước này, nằm cách trung tâm thành phố Beirut vài km. Vụ ném bom xảy ra sau khi quân đội Israel phát đi cảnh báo yêu cầu người dân địa phương di chuyển ít nhất 500 mét ở một số địa điểm nhất định tại Dahiye, bao gồm cả bến tàu ở Usei, nơi vẫn còn người sinh sống. Sau khi nhận được cảnh báo, các cư dân Usei bắt đầu tháo chạy khỏi khu vực. Chỉ 2 giờ trước đó, quân đội Israel thông báo đã phát hiện Hezbollah đang giấu hàng trăm triệu USD tiền mặt dưới một bệnh viện tại khu phố Hared Hurika ở Danie. Giám đốc bệnh viện đã phủ nhận cáo buộc nhưng vẫn nhanh chóng cho sơ tán cơ sở này sau đó. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã tấn công hơn 3.200 mục tiêu của Hezbollah kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ ở miền nam Liban vào đầu tháng 10 này. Đài CNN trích dẫn thông cáo hôm 21 tháng 10 của IDF cho biết, trong số hàng nghìn mục tiêu thuộc nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah bị quân đội Israel tập kích ở Liban kể từ ngày 1 tháng 10, có hàng trăm cơ sở lưu trữ vũ khí, bệ phóng tên lửa, cứ điểm chống tăng, cơ sở hạ tầng khủng bố, cũng như trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Theo IDF, trong 24 giờ qua, binh lính Israel đã nhắm bắn gần 300 mục tiêu Hezbollah ở nước láng giềng. IDF cũng khẳng định đã trừ khử hàng chục thành viên của nhóm vũ trang Hồi giáo này kể từ đầu tháng 10, bao gồm 7 chỉ huy lữ đoàn, 21 chỉ huy tiểu đoàn và 24 chỉ huy đại đội. Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Liban NNA đưa tin các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện 13 vụ không kích vào vùng ngoại ô Dahieh phía nam thủ đô Beirut của Liban trong tối ngày 21 tháng 10. Chính quyền Liban cho biết các cuộc tấn công của Israel trong hơn một tháng qua đã khiến gần 1.500 người thiệt mạng ở nước này. Hơn một triệu người dân đã phải sơ tán với hàng nghìn người vượt biên giới sang nước láng giềng Syria. Thông tin từ báo VN Express cho biết Tehran tuyên bố Washington phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu Israel tấn công Iran sau khi ông Biden ám chỉ đã biết kế hoạch trả đũa của Tehran. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Said Idavani cho biết trong thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Thụy Sĩ, nước chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an hôm 21 tháng 10, tôi viết bức thư này để thông báo với quý vị về tuyên bố khiêu khích và cực kỳ đáng báo động của Tổng thống Mỹ hôm 18 tháng 10. Ông ấy tiết lộ rằng đã nắm được thông tin về thời điểm và cách thức Israel dự định tấn công Iran đại sứ idavani khẳng định phát biểu của tổng thống biden cho thấy mỹ đã ngầm chấp thuận hành động gây hấn quân sự phi pháp của israel đối với iran đi ngược lại các tuyên bố trước đó rằng washington ủng hộ nỗ lực giảm leo thang tại khu vực đại sứ idavani cho hay mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với vai trò kích động xúi dục và hỗ trợ mọi hành động gây hấn của israel nhằm vào iran đều vi phạm trắng trận các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin. Tại buổi họp báo ở thủ đô Berlin của Đức hôm 18 tháng 10, tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời, "Đúng vậy, khi được hỏi liệu ông có nắm rõ cách Israel sẽ đáp trả vụ tập kích tên lửa quy mô lớn của Iran hay không." Washington Post trước đó cho biết, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với tổng thống Biden rằng Tel Aviv dự định tấn công các mục tiêu quân sự của Tehran, không nhắm vào cơ sở dầu khí hay hạt nhân nhiều tài liệu được cho là do tình báo mỹ soạn thảo trong đó mô tả các bước chuẩn bị của israel cho kế hoạch trả đũa iran đã bị phát tán trên mạng hồi cuối tuần trước chủ tịch hạ viện mỹ mike johnson sau đó xác nhận washington đang điều tra vụ do gì Iran vào tối ngày 1 tháng 10 phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào loạt mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Israel nhằm trả thù cho cái chết của các thủ lĩnh Hamas và Hezbollah, hai nhóm vũ trang do Tehran hậu thuẫn và một tướng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC. Israel tuyên bố sẽ tiến hành đòn đáp trả, chết chóc, chính xác và khó lường, tùy vào thời điểm nước này chọn lựa. Trong khi đó, Washington muốn Tel Aviv kiềm chế để ngăn leo thang căng thẳng ở khu vực. Israel cho biết đã lắng nghe ý kiến từ Mỹ về kế hoạch đáp trả Iran, nhưng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng phù hợp với lợi ích quốc gia. Times of Israel hôm 22 tháng 10 dẫn thông báo của cơ quan tình báo nội địa Sinbad và cảnh sát Israel xác nhận họ đã bắt giữ 7 công dân Israel người Do Thái, với cáo buộc họ là thành viên của một mạng lưới gián điệp quy mô lớn phục vụ cho lợi ích của Iran. Tất cả nghi phạm đều là cư dân thành phố Haifa hoặc đến từ miền Bắc Israel, trong đó có một lính đào ngũ cùng hai trẻ vị thành niên 16 tới 17 tuổi. Các nghi phạm trưởng thành được nêu tên là Aziz Nisanov, Alexander Sadikov, Vyacheslav Kuchin, Yevgeny Zolfe và Yegor Nisan. Đây là một trong những vụ án nghiêm trọng nhất mà chúng tôi từng điều tra. Tội danh chính của họ là hỗ trợ kẻ thù trong thời chiến, với hình phạt là tử hình hoặc tù trung thân, đại diện cảnh sát Israel Yaron Benjamin nói với báo giới. Theo giới chức Israel, nhóm người này đã thực hiện khoảng 600 nhiệm vụ trong hai năm, chuyên chụp ảnh và thu thập thông tin về các cơ sở của quân đội Israel, bao gồm trụ sở của quân đội ở Tel Aviv, các căn cứ không quân Nevatim và Ramat David. Một số địa điểm mà các nghi phạm bị cáo buộc do thám đã trở thành mục tiêu bị tấn công, trong đó căn cứ Nevatim hứng hỏa lực Iran trong đợt tập kích hồi đầu tháng, còn căn cứ Ramat David bị nhóm Hebola tập kích. Các nghi phạm cũng bị cáo buộc là thu thập thông tin về hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dam vòng sắt, cảng và cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm nhà máy điện quy mô lớn ở Hadera. Đổi lại, họ được trả công hàng trăm ngàn đô la Mỹ bằng tiền điện tử hoặc phương thức khác. Iran chưa bình luận về thông tin trên. Căng thẳng giữa Tehran và Tel Aviv gần đây leo thang sau vụ Iran phóng khoảng 200 tên lửa vào loạt mục tiêu ở Israel hồi đầu tháng. Quân đội Israel tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ đòn tấn công này nhưng chưa rõ thời điểm và quy mô. Tháng trước, Sinbad và cảnh sát Israel cũng từng tuyên bố bắt một công dân Israel có tên là Moti Maman, 73 tuổi, đến từ thành phố Ashkelon ở miền nam Israel với cáo buộc ông này bị tình báo Iran tuyển mộ để lên kế hoạch ám sát các nhân vật cấp cao của Israel, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Joab Gallant và lãnh đạo Sinbad Donenba. Thông tin từ báo Vietnamnet cho hay, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã tấn công hơn 3.200 mục tiêu Hezbollah kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ ở miền Nam Lebanon vào đầu tháng này. Đài CNN trích dẫn thông cáo hôm 21 tháng 10 của IDF cho biết, trong số hàng nghìn mục tiêu thuộc nhóm vũ trang hồi giáo Hezbollah bị quân đội Israel tập kích ở Lebanon kể từ ngày 1 tháng 10 có hàng trăm cơ sở lưu trữ vũ khí, bệ phóng tên lửa cứ điểm chống tăng, cơ sở hạ tầng khủng bố, cũng như trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Theo IDF, chỉ trong vòng 24 giờ qua, binh lính Israel đã nhắm bắn gần 300 mục tiêu Hezbollah ở nước láng giềng. IDF cũng khẳng định đã trừ cử hàng chục thành viên của nhóm vũ trang Hồi giáo này kể từ đầu tháng 10, bao gồm 7 chỉ huy lữ đoàn, 21 chỉ huy tiểu đoàn và 24 chỉ huy đại đội. Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Lebanon, gọi tắt là NNA đưa tin, các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện 13 vụ không kích vào vùng ngoại ô Dahiyeh, phía nam thủ đô Beirut của Lebanon vào tối ngày 21 tháng 10. Bộ Y tế Lebanon thống kê, ít nhất có 4 người, bao gồm một trẻ em đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi IDF oanh tạc một khu định cư gần bệnh viện công Rafik Hariri lớn nhất Beirut tối cùng ngày. Vụ ném bom xảy ra sau khi quân đội Israel phát đi cảnh báo yêu cầu người dân địa phương di chuyển ít nhất 500 mét khỏi một số địa điểm nhất định tại Dahiye, bao gồm cả bến tàu ở Ozae, nơi vẫn còn người sinh sống. Sau khi nhận được cảnh báo, các cư dân Ozae bắt đầu tháo chạy khỏi khu vực. Chỉ 2 giờ trước đó, IDF thông báo đã phát hiện Ebola đang giấu hàng trăm triệu đô la Mỹ tiền mặt dưới một bệnh viện ở khu phố Hadet Reik ở Dahiye giám đốc bệnh viện đã phủ nhận cáo buộc nhưng vẫn nhanh chóng cho sơ tán cơ sở này sau đó. Hebola hiện chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin do Israel công bố. Theo báo Dân trí Thông tin, quân đội Israel vào ngày 21 tháng 10 cho biết lãnh đạo chịu trách nhiệm tài chính cho nhóm Hebola của người Liban đã bị hạ sát tại Syria. Theo Israel, người đàn ông chưa được công bố danh tính là lãnh đạo đơn vị 4.400 của Hezbollah chịu trách nhiệm về việc chuyển tiền về cho nhóm vũ trang thông qua việc bán dầu của Iran, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari cho biết trong một tuyên bố. Ông Hagari cho biết đơn vị này trước đây do Mohammed Zafar còn được gọi là Seid Salah, chỉ huy. Seyid Salah là người quản lý nguồn thu nhập chính của Hezbollah trong nhiều năm cho đến khi chúng tôi loại bỏ người này trong một cuộc tấn công vào thủ đô Beirut vào đầu tháng 10, ông nói. Như vậy, Israel thông báo đã hạ sát hai đời lãnh đạo tài chính của Hezbollah trong vòng chưa đầy một tháng. Vào ngày 21 tháng 10, Bộ Quốc phòng Syria đã thông báo về cái chết của hai người trong một cuộc không kích được cho là do Israel thực hiện nhằm vào một chiếc ô tô ở Damascus trong khi đó đài quan sát nhân quyền Syria đưa tin rằng đã có một cuộc công kích nhằm vào một người đàn ông không phải người Syria đang lái xe ở khu vực diễn ra lễ tưởng niệm thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, người đã bị Israel hạ sát vào tuần trước tại Gaza đơn vị 4.400 được giao nhiệm vụ vận chuyển dầu của Iran đến Syria sau đó được bán ở Liban đơn vị này có giá hàng chục triệu đô la Mỹ theo ông Khairi Hezbollah chưa bình luận về thông tin bị mất lãnh đạo tài chính Căng thẳng giữa Hezbollah và Israel liên tục leo thang trong thời gian qua. Trong những ngày gần đây, Tel Aviv đã tăng tốc các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống tài chính của Hezbollah. Theo báo Công luận đưa tin, phát biểu với các phóng viên trước khi đến Ukraine vào ngày 21 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hệ thống THAAD đã được triển khai. Chúng tôi có thể đưa nó vào hoạt động rất nhanh chóng và chúng tôi đang đạt được tiến độ như mong đợi. THAAD hay hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối là một phần quan trọng trong hệ thống phòng không nhiều lớp của quân đội Mỹ. Hệ thống này sẽ được bổ sung vào hệ thống phòng thủ tên lửa vốn đã rất mạnh mẽ của Israel. Tổng thống Joe Biden cho biết việc triển khai THAAD cùng với khoảng 100 binh sĩ Mỹ nhằm mục đích giúp bảo vệ Israel, quốc gia đang cân nhắc trả đũa Iran sau khi Tehran bắn hơn 180 tên lửa vào Israel vào ngày 1 tháng 10. Theo báo cáo tháng 4 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, một hệ thống THAAD thường bao gồm 95 binh sĩ, 6 bệ phóng gắn trên xe tải, 48 tên lửa đánh chặn, bao gồm 8 tên lửa cho mỗi bệ phóng, một hệ thống TADA và một bộ phận điều khiển hỏa lực và liên lạc. Mỗi hệ thống này có giá lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Trả lời câu hỏi của các phóng viên Ông Biden cho biết, ông hiểu rõ về thời điểm và cách thức Israel sẽ tấn công Iran, nhưng ông cũng cho biết, ông thấy cơ hội để chấm dứt các cuộc tấn công qua lại của hai bên. Trong khi đó, ông Austin cho biết, thật khó để nói chính xác cuộc tấn công của Israel sẽ như thế nào, cuối cùng thì đó là quyết định của Israel. Việc Israel có thấy quyết định đó tương xứng hay không và cách Iran nhìn nhận là hai chuyện khác nhau. Ông nói thêm, chúng tôi sẽ làm và tiếp tục làm mọi thứ có thể để giảm bớt căng thẳng và hy vọng cả hai bên sẽ bắt đầu hạ nhiệt. Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, các chính trị gia Israel tuyên bố Iran sẽ phải trả giá vì vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, mà họ gọi là nỗ lực ám sát. Ba chiếc máy bay không người lái được phóng từ Liban vào khu nhà riêng của Thủ tướng Israel trong sáng 19 tháng 10 hai chiếc bị đánh chặn, nhưng chiếc thứ ba phát nổ ở Kasari, thị trấn nghỉ dưỡng, nơi tập trung những căn biệt thự hạng sang và các công trình kiến trúc thời La Mã. Thủ tướng Netanyahu và phu nhân không ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Trang Axios đưa tin chiếc máy bay không người lái đã lao vào nhà của ông Netanyahu. Axios viết, đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, một mục tiêu liên quan trực tiếp đến ông Netanyahu bị khóa mục tiêu. Báo Guardian cũng đưa tin chiếc máy bay không người lái đã rơi trúng ngôi nhà, gây hư hỏng ở phần ngoài. Sau khi xác nhận nhà của mình bị máy bay không người lái tấn công, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố các điệp viên Iran cố ám sát tôi và vợ tôi hôm nay đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Nhiều bộ trưởng và nghị sĩ đối lập cũng đưa ra phát biểu tương tự, cảnh báo Iran sẽ phải hối tiếc về hành động của lực lượng đồng minh Hezbollah. Vụ tấn công về cơ bản là đã nhắm vào nhà nước Israel và các biểu tượng của chính phủ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Jop Galan tuyên bố. Trong khi đó, Iran tách mình khỏi vụ tấn công và nói rằng đây là hành động của Hezbollah, còn Hezbollah vẫn chưa nhận trách nhiệm. Phái đoàn thường trực Iran tại Liên Hợp Quốc tuyên bố đã đáp trả Israel, ngụ ý nói đến vụ phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo ngày 1 tháng 10. Phái đoàn khẳng định rằng hành động đang bị nghi ngờ là do lực lượng Hezbollah ở Liban thực hiện. Ngoại trưởng Israel, Israel Kat nhấn mạnh vụ tấn công bằng máy bay không người lái cho thấy bộ mặt thật của Iran và trục ma quỷ mà nước này lãnh đạo. Ông cũng bác bỏ phát biểu của phái đoàn Iran. Ông Katz viết trong bài đăng trên mạng xã hội X, lực lượng đại diện hàng đầu máy ràn tạo ra, tài trợ, vũ trang, huấn luyện và kiểm soát bỗng nhiên bị mô tả như một tổ chức độc lập. Những lời nói dối và giả vờ đó sẽ không giúp gì đâu, các ông sẽ phải chịu trách nhiệm. Kênh 12 cuối Israel đưa tin Israel muốn dùng vụ tấn công nhằm vào ông Netanyahu như một lý do để tăng tính chính đáng cho việc mở rộng mục tiêu tấn công khi Israel tiến hành chiến dịch đáp trả Tehran vì vụ phóng tên lửa ngày 1 tháng 10 ông Netanyahu đã trao đổi với ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump sau vụ tấn công. Văn phòng Thủ tướng Israel nói với báo tham ở Israel, ông cũng đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ông Johnson viết trong bài đăng trên mạng X, tôi nói với ông ấy rằng Mỹ ủng hộ mạnh mẽ Israel và nhắc lại cam kết của chúng tôi sẽ giúp họ đối phó với Iran và các lực lượng đại diện báo chí israel dẫn nguồn tin cho biết ngoại trưởng mỹ antony blinken sẽ đến israel vào đầu tuần tới nhân chuyến công tác đến trung đông